Ok, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sơn PH. Và trong video này thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn đó về cái chủ đề về bán hàng Clickbank là gì và cách làm sao đó chúng ta có được kiếm được tiền 1.000 đô la đầu tiên từ trên Internet Make Money Online MMO. Và đây là một trong những chuỗi video trên kênh YouTube của Sơn. Và nếu như bạn đang muốn nhận được những cái video về Clickbank, về kiếm tiền trên Internet, về làm sao đó chúng ta có thể xây dựng được cái nguồn thu nhập của mình từ cái từ trên mạng Internet như thế nào, thì các bạn có thể tìm thêm những cái video từ kênh YouTube của Sơn nha. Và bên cạnh đó thì Sơn cũng có tặng cho các bạn cái khóa học về kiếm 1.000 đô la đầu tiên từ Clickbank, và nó được hướng dẫn từng bước một, từng bước một, từng bước một, rất cơ bản, chi tiết, rõ ràng từng bước một để giúp cho các bạn có thể làm sao đó có thể kiếm được 1.000 đô la đầu tiên từ trên Internet. Và bạn chỉ cần có một cái máy tính laptop, bắt đầu với cái mạng Wi-Fi 3G hoặc là Internet Wi-Fi để chúng ta có thể làm được việc được từ trên Internet như vậy. Ok chưa nào? Và trong câu hỏi đây thì Clickbank là gì và làm sao đó chúng ta có thể kiếm tiền được với cả Clickbank, thì đây là một vài những cái bước. Thông qua cái hình ảnh đây thì chúng ta sẽ có thể nắm được cái quy trình để chúng ta có thể vận hành được với Clickbank làm sao. Và đầu tiên khi mà chúng ta sẽ tham gia vào Clickbank thì chúng ta sẽ đăng ký một cái tài khoản trên Clickbank, và đăng ký tài khoản này là hoàn toàn miễn phí. Chúng ta có thể ngồi tại Việt Nam và chúng ta vẫn có thể đăng ký được cho tới năm 2019 hiện tại. Và sau đó thì chúng ta sẽ tìm ra một cái sản phẩm mà chúng ta muốn kinh doanh. Trên Clickbank thì nó có rất là nhiều sản phẩm, ví dụ là nuôi dạy con cái, về giảm cân, về nấu ăn, hay là cái cách làm sao đó để giữ lửa được gia đình, hay là cách đánh guitar, piano, rất là nhiều sản phẩm trên này. Tại Clickbank thì nó có hàng trăm cái sản phẩm khác nhau để chúng ta có thể lựa chọn và kinh doanh cái sản phẩm đó. Và kế tiếp bước số 3 đó là chúng ta sẽ quảng bá cái sản phẩm này. Đó, thì cái cách quảng bá như nào thì nó cũng rất đơn giản, và trong những video nếu như bạn theo dõi thì Sơn có chia sẻ với các bạn về cách cái quảng bá sản phẩm. Trên Clickbank thì nó có một cái điều rất tuyệt vời, đó là chúng ta không cần phải đi gặp mặt khách hàng, không cần phải thiết lập các cuộc gọi điện thoại. Chúng ta cũng không cần phải là người tạo ra sản phẩm. Chúng ta không cần phải đóng gói hay là chăm sóc khách hàng gì cả, và tất cả mọi thứ đều có những cái người người ta làm cái bộ phận này thay cho mình. Cái việc của mình chỉ cần là quảng bá các sản phẩm này thôi. Và tôi sẽ chia sẻ với các bạn về cách làm trong những video tiếp theo, được chưa nào? Sau đó bước số 4 là chúng ta sẽ kiểm tra sale, và trên giao diện Clickbank ấy, thì nó sẽ liên tục cho chúng ta nhìn thấy được rằng chúng ta đang bán được bao nhiêu doanh số, có bao nhiêu người đã bấm vào link của chúng ta, có bao nhiêu sale đã xuất phát và đã có bao nhiêu tiền thu nhập về rồi, và cuối cùng là chúng ta sẽ được nhận tiền. Và hiện tại thì Clickbank đang cho chúng ta nhận tiền đó là hai tuần một lần, có nghĩa là một một tháng chúng ta sẽ được nhận tiền 2 lần từ Clickbank nó chuyển về tài khoản ngân hàng của chúng ta. Và đây là một cái trang mạng kiếm tiền rất uy tín trên Internet. Rồi, để tôi chia sẻ cho các bạn thêm để chúng ta có thể nắm được rõ hơn. Ở trên Clickbank thì chúng ta sẽ có hai cái khái niệm. Đầu tiên đó là vendor. Vendor là chính là những cái người mà tạo ra sản phẩm. Đây chính là những cái người mà họ giúp để giải quyết các vấn đề ngoài thị trường. Ví dụ như là bây giờ bản thân tôi bị béo phì và tôi đang quan tâm đến cái việc là giảm cân và cái cách ăn kiêng ra làm sao. Đó, thì ở trên Clickbank này thì những người tạo ra sản phẩm họ đã là những người chuyên gia về lĩnh vực này rồi, và sau đó họ tạo ra những sản phẩm này hướng dẫn về cách giảm cân, hướng dẫn về cách ăn kiêng đúng cách. Hay là ví dụ như là đây là một vài những người họ đã có kinh nghiệm, họ đi du lịch rồi và tôi đang đang muốn đi du lịch nước ngoài và tôi đang quan tâm về cái cách làm sao để tôi có thể đi du lịch được mà ít tốn chi phí chẳng hạn như vậy. Thì có rất là nhiều những khóa học online nó dạy về cái du lịch này. Như bạn biết đó, ở bên nước ngoài người ta rất là thông minh và người ta thường xuyên rằng người ta đầu tư vào cho trí tuệ, đầu tư vào cho kiến thức, nên người ta sẵn sàng chi ra vài chục đô, hàng trăm đô la để họ mua những khóa học online này về họ học. Ví dụ là bản thân tôi là một người đàn ông mà tôi không biết cách nấu ăn làm sao cho một bữa gia đình, và sau đó thì tôi mua một khóa học về dạy cách nấu ăn trong vòng 30 ngày chẳng hạn, mỗi ngày sẽ được một thực đơn, thì họ sẽ sẵn sàng họ chi tiền chúng ta. Hay là những người tạo sản phẩm này họ có thể tạo ra những khóa học về kinh doanh, về bán hàng, về internet marketing, về thiết lập một cái blog, website, hay là học cách kiếm tiền, học giữ lửa hôn nhân trong gia đình, học guitar, piano, hay là nuôi dạy con, rất là nhiều những chủ đề ở đây. Nó có hàng trăm những cái sản phẩm, hàng trăm cái ngách khác nhau. Và cái người vendor này thì họ có rất nhiều, họ tạo ra những sản phẩm. Và tiếp theo á, cái người số 2 ở đây là những người làm affiliate marketing. Người làm affiliate marketing, ví dụ là tôi, thì tôi sẽ là cái người mà họ là tôi đi quảng bá sản phẩm cho cái người vendor này. Đó, ví dụ như bây giờ các bạn muốn bắt đầu với Clickbank thì chúng ta sẽ là cái người được gọi là affiliate marketing, bởi vì cái ông vendor thì ông chỉ tạo ra sản phẩm thôi, còn affiliate marketing sẽ là cái người mà đi quảng bá sản phẩm này để tiếp
tiếp cận tới cái người khách hàng có nhu cầu. Nhưng ở Clickbank thì nó quá hay, bởi vì thay vì chúng ta cần phải làm hết tất cả mọi khâu, đúng không nào, từ khâu tạo website, từ khâu mà chăm sóc gọi điện thoại hay là tạo ra sản phẩm, phải tập trung vào làm việc với đối tác hay là với nhà sản xuất thì rất là nhiều. Như vậy chúng ta không thể nào mà có thể một lúc chúng ta làm được rất nhiều việc như thế. Nên khi mà chúng ta làm Clickbank thì chúng ta có thể xây dựng được một cái hệ thống kinh doanh chỉ có một người vận hành thôi thì chúng ta vẫn có thể làm được. Bởi vì công việc của chúng ta quá đơn giản là chúng ta chỉ cần quảng bá cái sản phẩm này tới thôi, được chưa nào. Ở đây tôi cho các bạn nhìn thấy rõ hơn, ví dụ như đây này, cái người creator, creator chính là cái người mà tạo ra sản phẩm, hay còn gọi là người vendor. Thì cái người vendor này thì họ sẽ có một cái phần trăm hoa hồng cho chúng ta. Đó, và ví dụ như bây giờ họ bán cái sản phẩm hướng dẫn cách giảm cân ăn kiêng thì họ sẽ chia chúng ta khoảng 70% hoa hồng. Ở trên Clickbank họ chia sẻ chúng ta hoa hồng rất cao, từ 70 đến 100% nha các bạn. Ví dụ như sản phẩm mà chúng ta bán là 44 đô la thì chúng ta thậm chí chúng ta được 44 đô la lợi nhuận từ cái sản phẩm đó khi mà chúng ta bán được luôn. Đó, gần 1 triệu đồng một sale đó các bạn. Và sau đó thì người ta đưa chúng ta cái hoa hồng này và chúng ta là người affiliate này thì chúng ta sẽ tiếp cận cái sản phẩm này, chúng ta quảng bá sản phẩm này tới cho khách hàng. Nếu như mà ra đơn được rồi thì nó sẽ cái người khách hàng đó sẽ chuyển về cho cái ông tạo sản phẩm này, và ông tạo sản phẩm này sẽ có trách nhiệm là chăm sóc khách hàng đó và giúp cho khách hàng đó đạt được kết quả. Đó, bạn thấy tuyệt vời chưa nào? Thì dường như là trong cái khâu đó thì chúng ta không cần phải làm gì quá nhiều, chúng ta chỉ cần là người quảng bá sản phẩm mà thôi thì nó rất dễ để làm các bạn, cực kỳ dễ để làm. Đó, tuy nhiên rằng tôi biết rằng là bất kỳ công việc gì thì thời gian đầu chúng ta cũng cần phải bỏ ra thời gian công sức để chúng ta bắt đầu với nó và chúng ta học cái cách làm, ok chưa nào. Rồi ở đây để chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng hơn về cái cách và cho các bạn nhìn thấy được ở đây. Ví dụ nhá, những cái sản phẩm Clickbank thì nó không phải là chỉ có một sản phẩm. Tại sao người ta sẵn sàng người ta chi cho mình là 70 đến 100%? Bởi vì họ không bao giờ họ bán một sản phẩm hết. Ví dụ như cái sản phẩm đầu tiên chúng ta quảng bá cho họ là 47 đô la thì họ có thể sẵn sàng chia cho chúng ta 100% lợi nhuận từ cái sản phẩm đầu tiên này. Và sau đó thì họ có thể họ sẽ bán được sản phẩm tiếp theo là 97 đô. Đây là một cái sản phẩm nâng cao hơn. Ví dụ nhá, bây giờ là tôi đang quảng bá một cái sản phẩm là hướng dẫn cách giảm cân ăn kiêng cho đúng cách, và sau đó khách hàng của tôi họ mua sản phẩm này thì sau đó thì cái ông tạo sản phẩm ông sẽ tiếp tục ông chăm sóc khách hàng của tôi, và sau đó thì ông ấy sẽ bán cái sản phẩm tiếp theo 97 đô, sản phẩm nâng cao hơn, là ví dụ là có muốn có một cái vóc dáng đẹp hơn, một cái thân hình body sexy hơn chẳng hạn, thì đây là một cái khóa học nâng cao hơn là 97 đô. Và ông ấy bán sản phẩm này, nên có thể là sản phẩm đầu phễu này, sản phẩm 47 đô này ông sẽ chia tôi 100%, nhưng sản phẩm tiếp theo này á, lúc này ông sẽ bắt đầu chia tôi khoảng 20% thôi chẳng hạn. Đó, xong sản phẩm tiếp cao hơn nữa là 197 đô thì lúc này ông có thể ông chia cho tôi khoảng 10% phải không. Đó thì đây là cái cách mà ông đang làm, và khi mà chúng ta quảng bá cái này rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ xây dựng được cái hệ thống thu nhập thụ động cho mình, bởi vì chúng ta chỉ cần là người tạo ra sản khách hàng đầu thôi, sau đó thì ông tiếp tục upsell lên, bán tiếp bán tiếp bán tiếp bán tiếp và tạo chúng ta cái nguồn thu nhập thụ động. Và bên cạnh đó thì tôi cũng chia sẻ cho các bạn rất là nhiều những nguồn truy cập những cái traffic để làm sao đó khi mà chúng ta xây dựng được xong cái hệ thống đồ view là về những cái đơn giản thôi, về Instagram, về Facebook Facebook quảng cáo hay là về YouTube. Đó, rất là nhiều cái mà chúng ta xây xong một hệ thống lớn rồi thì bắt đầu là chúng ta sẽ có cái thu nhập thụ động từ trên đó. Có thể là chúng ta ngay cả khi mà các bạn nó không làm gì trong một tháng trời chúng ta vẫn có thu nhập thụ động về các bạn. Đó, thì cái hệ thống này nó được thiết kế rất thông minh. Bạn giả sử đi, khi mà bây giờ chúng ta chào hàng cái sản phẩm là 47 đô la mà họ không mua thì bây giờ cái nhà cung cấp đó họ sẽ chào hàng một cái sản phẩm downsell là chỉ có 1 đô la thôi. Đó, và khi này thì chúng ta sẽ nâng được cái giá trị, nâng nâng cao được cái khả năng chuyển đổi lên. Ví dụ là khi họ sử dụng 1 đô la rồi thì lúc này họ mới mua được cái sản phẩm 97 đô, bởi vì lúc này họ thấy rằng cái sản phẩm này quá tuyệt vời chẳng hạn như vậy. Đó, thì tất cả mọi thứ ở đây khi mà một cái quy trình như vậy nó chuẩn mực lắm các bạn. Nó rất là dễ làm. Ở đây là tôi sẽ vẽ cho các bạn để các bạn nhìn thấy rõ hơn ở cái bảng đây. Để chúng ta hãy nắm đây nhá. Giả sử đây này, khi mà chúng ta có một cái sản phẩm rồi. Khi mà chúng ta có sản phẩm rồi thì cái việc mà chúng ta cần phải làm đây là chúng ta sẽ cần là tạo ra một cái traffic. Cái traffic ở đây gọi là cái lưu lượng truy cập của các bạn. Traffic nó có thể đến từ YouTube, từ Facebook, từ Instagram hay là từ blog website nào đó. Hoặc là bạn có thể chạy quảng cáo. Nó rất là nhiều cái nguồn khác nhau, được chưa nào? Nó đại diện cho rất là nhiều nguồn khác nhau thì đây tôi gọi là traffic. Và sau đó thì cái traffic của tôi sẽ điều hướng về cái sản phẩm này. Cái sản phẩm này nó chính là cái website đó. Được chưa? Đây có thể là một cái website,
của nhà cung cấp, chúng ta sẽ gọi nó là một cái landing page chẳng hạn. Landing page sẽ là một cái trang để thu thập được cái danh sách khách hàng. Nếu như mà chúng ta bắt đầu với một cái khái niệm cơ bản rằng khi mà chúng ta mới bắt đầu á, thì dường như cái landing page này á, là nhà cung cấp họ làm sẵn cho chúng ta rồi, họ làm sẵn rồi, họ tự thu data, họ tự lấy khách hàng, và sau đó thì cái từ landing page này, đây là một cái trang nó sẽ cho người ta cái gì đó miễn phí. Đó, cái đặc điểm của landing page á, là sẽ cho người ta cái gì miễn phí. Giả sử đi, bây giờ họ bán cái sản phẩm á, là cái cách để tập luyện để giảm cân, thì họ sẽ không có trực tiếp họ hướng tới một cái trang đó là trang bán hàng, mà bây giờ họ sẽ tới một cái trang đó là trang họ sẽ cho đi một cái bộ video hoặc là một cái ebook để hướng dẫn cách giảm cân đi chẳng hạn. Thì bây giờ chúng ta cái việc đơn giản là chúng ta chỉ cần tạo ra cái traffic này thôi, làm sao để có người người ta vào cái trang này thì là nhận miễn phí, và sau đó thì khi mà họ để nhận được cái miễn phí này, người ta phải để là thông tin data, là email đúng không nào, và từ email này này thì tiếp theo là nhà cung cấp họ sẽ dẫn cái người khách hàng của chúng ta tới một trang tiếp theo, đó là trang sales page, trang bán hàng, trang sales page bán hàng. Và nếu như bây giờ khi mà cái trang sales page này khách hàng của mình mua hàng thì nó sẽ chuyển đổi là ra tiền đúng không? Ra tiền thì lúc này chúng ta sẽ có thu nhập ở đây, chúng ta sẽ có thu nhập ở đây, ok chưa nào? Chúng ta sẽ có thu nhập ở đây. Đó, ví dụ như ở đây là cái sản phẩm này là 47 đô la chẳng hạn, 47 đô la đó, và chúng ta được 100% thu nhập từ này. Cái việc đơn giản chúng ta, nếu như bây giờ bạn là người mới bắt đầu thì tôi không cần bạn cần phải làm cái quá phức tạp là gì, bạn chỉ cần nó làm sao đó học cách để tạo ra traffic thôi, học cách để tạo traffic. Thì traffic nó sẽ có hai dạng, một là chúng ta sử dụng free traffic, tới bây giờ tôi sử dụng rất là nhiều những cái bí mật đó, và rất là nhiều cách để chúng ta có thể miễn phí không cần phải mất tiền để quảng cáo nhưng vẫn có thể tạo được hàng ngàn đô la thu nhập đó, và đây chính xác là cái điều mà tôi sẽ dạy cho các bạn. Nên nếu như bạn nó quan tâm và muốn học cách làm sao kiếm được tiền trên Internet, đó có thể là tham gia vào cái đường link phía bên dưới đoạn mô tả tôi có để lại cho bạn và tặng cho bạn miễn phí nha. Cái cách làm sao đó bạn có thể kiếm được 1.000 đô la thu nhập đầu tiên trên Internet như thế nào. Đó, hoặc là traffic đây chúng ta có thể tạo ra traffic là paid traffic, đó là traffic trả phí. Ví dụ như chúng ta chạy quảng cáo Google, chạy quảng cáo trên Facebook, quảng cáo trên Bing, đó rất là nhiều cái kênh quảng cáo khác nhau. Thì chúng ta sẽ trả phí cho cái này. Thì cái này á, cái free traffic này thì nó không tốn tiền, không đồng thì nó hơi chậm một chút. Nhưng paid traffic có thể tốn tiền nhưng nó sẽ nhanh. Thì tùy vào bạn, bạn muốn sử dụng chiến lược nào là do bạn quyết định. Đó, và trong video hướng dẫn của tôi sẽ chỉ cho các bạn cả hai cách. Đó, và rất là nhiều cách, rất nhiều kênh khác nhau để bạn có thể tiếp cận được. Đó, và đây chính xác là những cái điều mà tôi đã minh chứng cụ thể bằng cách làm và ra là kết quả rồi. Được chưa nào? Và nếu như bạn quan tâm đến nó thì có thể là đăng nhập vào để học cái chương trình đấy, thì tôi sẽ tặng cho bạn đó nó học kiếm tiền 1.000 đô la đầu tiên từ Clickbank hoàn toàn miễn phí ở đường link mô tả phía bên dưới video của tôi đó. Nên nếu như bạn thấy video này thực sự có giá trị tuyệt vời thì đừng quên bấm một nút like nha đó, và nếu như bạn có bất kỳ câu hỏi gì có thể đặt ở phía bên dưới thì tôi sẽ giúp đỡ cho bạn và trả lời những thắc mắc, những câu hỏi của bạn ở phía bên dưới đoạn mô tả ở comment rồi. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video, và chúng ta sẽ còn hẹn gặp lại nhau trong những video tiếp theo, thì tôi chia sẻ cho các bạn nó chi tiết hơn về những cái kênh, cái cách làm sao đó chúng ta có thể quảng bá cái sản phẩm của cái ông tạo ra sản phẩm đó và chúng ta kiếm được hàng nghìn đô la thu nhập một tháng ở trên Internet. Ok, và cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye.